chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay thì Hà sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người một cái ca khúc mà của Jimmy Nguyễn đó, ca khúc Hoa Bằng Lăng. Và mình cũng chia sẻ một cái ca khúc này giống như tất cả các bạn đang học chơi đàn đó. Thì nó là một ca khúc rất là dễ để cho mình chơi theo một cái phong trào về guitar. Thì mình, bài này mình sẽ đánh theo điệu ballad. Trước khi mình chơi bài này thì mình phải tập những cái thao tác cũng như của điệu nhạc ballad á. Chỉ có thay đổi cái nốt giống như là
chơi xuống. Cho các bạn đang tập chơi thì mình cũng không phải là giỏi về guitar, nhưng mà mình sẽ chia sẻ một cái những thứ mà mình đã biết. Mình chia sẻ cho các bạn là tập chơi, mình sẽ biết chơi khúc nhiều khi mình cũng giải trí, nó cũng rất là thú vui tao nhã thôi. Thì trong cái mùa dịch này thì chắc là rất là nhiều người đang học đàn. Mình sẽ đánh từ đầu đến cuối một cái khúc để cho các bạn cùng thưởng thức thử xem hay là nó sẽ như thế nào. Chúc các bạn sẽ luyện tập, sẽ tự mình chơi được một cái ca khúc mà mình yêu thích đó, như mình thể hiện được một cái ca khúc mà tự mình đàn mà tự mình hát, đó là một cái cảm giác mà nó rất là vui. Tự tự mình giống như mình đi một cái giao lưu, một cái phong trào đó, mình cũng biết chút xíu về một cái nhạc cụ, thì đó cũng là một cái niềm vui tao nhã. Thì cảm ơn các
cái ca khúc này thì đa số là sẽ rải bass thì nghe rất là hay và nó rất là nhẹ nhàng, không có ồn ào cũng như là nó rất là cảm giác rất là đơn giản. Ca khúc mà rất là nổi tiếng. Mình học cái khúc này thì học một cái điệu rải ballad. Trước khi mình đàn thì mình sẽ học cái điệu ballad. Cái điệu ballad ở đây thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn đang tập chơi là điệu ballad thì mình sẽ rải như là thank you.